những sự thật về mức lương ở Mỹ. Mức lương ở Mỹ cao hơn khoảng 2 lần so với các nước ở châu Âu. Những người có tay nghề cao và chuyên môn hóa với nền tảng giáo dục tốt sẽ tìm được mức lương cao hơn ở Mỹ. Mức lương ở Mỹ cũng thay đổi theo các yếu tố như giới tính, giáo dục, v.v. Các công việc ở các thành phố đô thị lớn, nơi có chi phí sinh hoạt cao hơn, cũng có xu hướng trả nhiều hơn các công việc ở các khu vực nông thôn và ngoại ô. Người lao động có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp kiếm được trung bình nhiều hơn 17% so với các đồng nghiệp của họ hoặc là những người chỉ đạt trình độ trung học phổ thông. Những nhân viên có bằng cử nhân kiếm được nhiều hơn 24% so với những người chỉ đạt được chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp. Các chuyên viên có bằng thạc sĩ được thưởng mức lương cao hơn 29% so với những người có bằng cử nhân. Và những người có bằng tiến sĩ kiếm được trung bình nhiều hơn 23% so với những người có bằng thạc sĩ trong khi làm cùng một công việc. Hãy liên hệ cho chúng tôi, định cư uy tín Victory để tìm hiểu thêm về chương trình định cư tại Mỹ hoặc tham khảo qua website định cư các nước.com.